Chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Mình vẫn còn đang ở Đà Nẵng, hôm nay là ngày thứ hai. Buổi sáng đẹp quá. Biển hôm nay êm hơn. Mà không biết có lạnh không, mình chưa đi ra nữa. Tại vì mình hả, có nhiều lịch quá để đi mọi nơi luôn. Mình thấy hôm nay trời có nắng các bạn, biển thấy êm hơn một chút xíu. Bây giờ là 8 giờ sáng, để mình đi xuống ăn sáng, quay cho các bạn xem buffet ở Đà Nẵng nha. Trời ơi, sáng thức dậy á, đi ngang cái cung đường này có đèn lồng, thấy yên bình mà các bạn còn nghe tiếng chim hót nữa. Xong rồi hít thở vô nghe mùi biển mặn mặn nữa, trời đã quá. Mình thấy Đà Nẵng đó các bạn, thu hút khách Hàn Quốc với lại khách Ấn Độ nhiều lắm nha. Emma ơi, you want bun? Waffle. Waffle? Okay. Let's buy waffle for you. Bun, no bun, huh? Okay, let's buy waffle for you. I don't know where. Where's the waffle? It's right here, come on. Lát rồi uống. Đây nè. Thấy nó có cái xe đằng đó kìa. Cái xe. Thấy cái xe không? Khách sạn này rộng hay sao á các bạn? Mà hôm qua tới giờ mình không có thấy nhiều người gì hết. Nhưng mà buổi sáng nha, trời ơi, người ta xuống ăn sáng, các bạn thấy không? Đông quá, chừng chừng luôn. Mà được cái buffet ở Việt Nam á. U, cái này bánh mì heo quay nè. Trời ơi, bánh mì nhỏ nhỏ ngon ha. Nhiều sự lựa chọn á các bạn, cho nên là hả ai cũng thích hết trơn á. Đây là thịt nguội. Kế bên là quầy trái cây. Ngày nào cũng thay đổi, hôm nay có xoài kìa. Ôi ôi, quầy bánh nè, các bạn thấy không? Hấp dẫn ghê luôn. Mà bánh ăn được lắm nha. Đây là quầy cà phê sữa. Mình bị ghiền cà phê sữa đó các bạn. Có luôn nước detox cho cơ thể nè. Đây là các loại nước. Hôm nay ngày đầu tiên đến cho nên mình sẽ ăn mì Quảng nha. Ở Đà Nẵng thì nổi tiếng là mì Quảng. Còn á, mỗi ngày thì luôn có phở bò, phở gà. Đây, đi đâu mình cũng mê cháo trắng hộp vịt muối. Ăn xong rồi, bây giờ thay đồ đi ra biển các bạn ơi. Hôm nay mình thấy trời nắng lên là mình phải đi ra biển liền, chứ để hả không biết mấy ngày sau nó mưa là khỏi đi được luôn á. Mà hy vọng là biển ấm để mình có thể tắm được nha các bạn. Biển các bạn ơi.
này gọi nước uống nè, giải khát, trang trí đẹp quá. Có mấy cái ghế lười nằm ngắm biển kìa mấy bạn. Em à. Cũng có lý quá ha. Em à. Nếu mà trời lạnh tắm không được thì nằm ngắm biển. Cắm cờ đỏ rồi, sóng lớn, biển động các bạn ơi. Vẫn không muốn tin, muốn tắm biển quá. Chạy đi thiệt nhanh luôn mà đi hoài chưa tới biển. Để kiểm tra thêm biển như thế nào. Trời ơi, biển lạnh. Lạnh lắm mà biển động nữa. Trời ơi, nó lạnh như cục nước đá các bạn ơi. Không ngờ là ở Việt Nam mà biển nó lạnh như vậy á. Nói chung là mùa này á thì các bạn đi lang thang thì được, nhưng mà tắm biển thì lại không ngon. Thiệt luôn á, phải đi ra đường đi lang thang các bạn, tại vì mình chỉ muốn tắm biển thôi à, mà giờ tắm không được, biết làm gì ở trong đó bây giờ. Dragon Bridge. Of the car, the car's so wet. Oh no. The car's so wet. Nó dở nghẹt hả? Trời ơi rồng kìa. Đi ngang thấy tiệm bánh canh chả cá này đông quá cho nên tấp vô ăn đại các bạn. Trời, nó đông khủng khiếp luôn, người ta làm không kịp, mình tự phục vụ luôn nha. Mình mà không vô mình gọi là không ai lại hỏi mình luôn á. Mình gọi bánh canh chả cá, riêu, cua, ăn thì cũng được thôi à các bạn, mà không hiểu sao đông quá trời luôn á. Đem ra cái tô nguội ngắt à, không có ngon. Mình mà đi du lịch đó mấy bạn là mình đi ghê lắm. Mình đi từ sáng tới tối luôn á. Bây giờ ăn xong bánh canh giả cá về tắm rửa thay đồ. Mình dẫn các bạn đi Hội An nha. Các bạn thấy buổi tối người ta lên đèn lồng đẹp ghê không? Rất là đặc sắc ha. Tâm của Hội An rồi đó các bạn, sắp sửa đến khu... Trời ơi, mấy bạn thấy bãi đổ xe không? Nhìn thấy mấy cái chiếc xe buýt bự bự này là biết nó đông dữ lắm ở trong rồi đó. Đi qua.
Đây, đồ ăn ngoài lề đường, thịt nướng, nem nướng, đồ ăn lề đường là ngon nhất. Dạ. Ôi trời ơi con ơi. Xe hồi nãy phải ngừng tuốt ở ngoài kia mấy bạn, mình phải đi bộ vô nè, giờ mới bắt đầu vô tới bên trong nè. Cũng xa nhưng mà tại vì đông quá đó, người ta chạy vô đâu có được. Mấy cây chăm cũng đẹp quá trời. Này. Trời ơi, đậu hũ nóng kìa. Đậu phở. Kiếp gì cho em ăn đi nè. Cơm theo bây giờ cũng đông khủng khiếp luôn các bạn, người ta đi người ta cứ xô xô đẩy đẩy á, nhưng mà vui lắm, mình thích lắm. Tối bao được đâu, đi coi cái gì chị? Ô thả hả? Mình mua vé một chiếc xuồng để mà xuống thả đèn á các bạn, cho nó vui. Ba. Đây đây đây. 5 người. Put on the river, dude.
Các bạn ơi, quán này là các bạn vừa đi qua khỏi cây cầu là nằm ngay trước mặt luôn nha. Mình quên quay phim lại luôn tại vì đồ ăn quá ngon mấy bạn. Đồ ăn quá ngon mà giá cũng rất là được nha. Đó mấy bạn, cái quán ngay sát cái mặt đường này luôn nè, đối diện là cây cầu á. Ngồi cái bàn ngay bên cạnh vậy luôn. Người ta đi qua lại đông nghẹt luôn mà vui lắm mấy bạn ơi. Hôm nay là ngày thường nhá. Đây, nguyên một dọc này là toàn là những cái đèn lồng không. Thì người ta để cho các bạn vô chụp hình nhá. Hình như là 10.000 một người á. Ở trong này cũng bán đủ thứ các bạn. Cái này là quần áo dài này kia. Rồi đồ lưu niệm là bên tay trái nha. Các bạn mua về làm quà cũng được. Nhưng mà mình thì không có biết giá cho nên mình không có ghé lại hỏi giá. Cái gì vậy? Ý, bên kia có gì cơ? Không. Chín quá. Thèm trái cây quá mấy bạn, tấp lại mua xoài lắc, cốc lắc, mận lắc nè. Trời ơi, mận nè, lắc ăn ngon lắm nha. Còn này là bánh tráng nướng. Chị mình mua. Bây giờ là 8 giờ tối các bạn. Ghé vô tiệm cơm niêu Hương Đồng để ăn cơm niêu. Xứ du lịch các bạn cho nên đi tới đâu cũng đông hết nha. Chỗ này cũng cực kỳ đông luôn á. Tự phục vụ nha các bạn. Đây là cá thu chiên nước mắm xích xoài. Đây là mực xào ớt. Ngon lắm nha. Quán này ăn rất ngon các bạn. Đây là mình ăn cơm ở trong cái niêu. Ở phía ngoài nó cháy cháy á. Ở trong nó hả, mềm ngon lắm. Nhưng mà những ai không có răng ăn không được. Còn đây là canh bầu nấu tôm. Còn nữa nè các bạn, mang ra sau rau củ chấm kho quẹt. Trời ơi, cơm nè, nó thơm, gạo nó dẻo. Ở ngoài người ta làm cháy cháy, chấm với lại mà kho quẹt ăn ngon. Đâu anh? Đâu? Ừ, ok. Anh hay quá.
khu playground này cho em bé chơi chút xíu. Tại vì cháu mình nó đòi á, nhưng mà trời tối mình không có quay được cho mấy bạn xem. Cũng có nhiều người, người ta giờ này người ta còn thức đi bộ kìa. Bây giờ cũng là 10 giờ tối rồi đó mấy bạn. Buổi tối ở đây á, ở bên ngoài á thì không có tối bằng khi mà quay mấy bạn, mà người ta có mở nhạc du dương á, cũng lãng mạn lắm nha. Xong rồi kết thúc một ngày dài, bây giờ mình đi lên phòng ngủ. Hẹn gặp lại các bạn.